viên Philip Chu bất ngờ nhắc nhở phóng viên sau ngày nhậm chức. Tân huấn luyện viên Philip Chu có những yêu cầu đặc biệt với giới truyền thông ở những buổi tập đầu tiên tại U23 Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 3, U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập ở đợt giai đoạn tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 32. Đây là buổi tập thứ 2 dưới thời tân huấn luyện viên Philip Chu sau buổi ra mắt tối ngày 1 tháng 3. Đáng chú ý, huấn luyện viên Philip Chu có hành động hiếm thấy ở buổi tập lần này. Theo đó, chiến lược gia người Pháp gặp gỡ nhanh các phóng viên ngay trên sân, điều hiếm khi xảy ra ở thời các thuyền trưởng tiền nhiệm trước đây. Được biết, tân huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia bất ngờ có những yêu cầu với cánh phóng viên để có sự phối hợp tốt nhất giữa đội tuyển và giới truyền thông, hướng đến mục tiêu cao nhất là World Cup. Huấn luyện viên Philip Chu cho biết, tôi muốn chia sẻ với các bạn để không có sự hiểu nhầm nào ở đây. Khi tôi làm việc, tôi muốn có không gian riêng. Khi tôi bố trí dụng cụ trên sân, tôi muốn được thoải mái và không bị dòm ngó. World Cup là chặng đường dài, khó khăn và truyền thông là phần quan trọng, tất yếu để truyền tải thông tin của đội. Tôi tin các bạn, tôi mong các bạn cũng tin ở tôi. Tôi muốn có sự riêng tư trong 5 phút đầu tiên mỗi buổi tập. Sau khi các cầu thủ đã vào guồng, phóng viên có thể tác nghiệp. Đó là điều cần thiết để duy trì tập trung. Tôi không giới hạn nội dung tác nghiệp, chúng ta thoải mái và tôn trọng nhau. Đây là chặng đường dài và khó khăn, chúng ta, cả tôi và các bạn, cần làm việc cùng nhau. Trong giai đoạn tập luyện đầu tiên, từ ngày 1 tháng 3 đến 7/3, huấn luyện viên Philip Chu chủ yếu quan sát và đánh giá các cầu thủ để lựa chọn ra những nhân tố phù hợp nhất với lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển. Lực lượng của U23 Việt Nam sẽ được sàng lọc qua mỗi chu kỳ huấn luyện, từ đó cũng tạo ra không khí cạnh tranh rất tích cực ngay từ guồng vận động đầu tiên. Được biết, huấn luyện viên Philip Chu đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với các cầu thủ U23 Việt Nam, khác hẳn với thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.